Bạn đang đứng ở vị trí thứ hai, bạn Nguyễn Trần Duy Anh đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, Kon Tum. Xin chào Duy Anh. Xin chào chị Khánh Vy, chào anh Ngọc Huy, chào khán giả trong trường quay và các bạn khán giả đang theo dõi trong màn ảnh nhỏ. Em là Duy Anh đến từ trường chuyên Nguyễn Tất Thành, em học lớp 11 chuyên toán. Vâng, bạn là người có chia sẻ là thi Olympia bởi vì muốn lên TV. Dạ, bởi vì là thực ra em trước khi thi Olympia thì em cũng lên TV nhiều lần rồi. Nhưng mà lên TV nhiều lần rồi ạ. Bạn lên TV với tư cách nào ạ? Là phỏng vấn học sinh rồi. Mà được chọn phỏng vấn là phải đẹp trai rồi mặt mày sáng sủa mới được chọn nha. Duy Anh còn chia sẻ rất là thích chơi cờ vua và bóng rổ. Em thì em chơi cũng nhiều môn thể thao nhưng mà cờ vua và bóng rổ là hai môn em tham gia nhiều nhất. Bạn chơi bóng rổ tốt không ạ? Cũng ghi bàn được. Vâng, tất nhiên rồi, chơi phải cố ghi bàn chứ đúng không ạ? Dạ, đến với trường quay hôm nay thì em có một vài phần quà dành cho các anh trai, anh chị MC và ba bạn cùng chơi. Tuyệt quá. Cảm ơn bạn. Cảm ơn em. Cảm ơn bạn. Chà 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 chà. Ôi, lại còn thêm một túi nữa. Ôi, thôi, ôi, nhiều thế. Cảm ơn Duy Anh nhá. Cảm ơn em. Cái chuyện cầm trên tay là bò một nắng, là đặc sản của Tây Nguyên. Cụ thể là của huyện Krông Ba của Gia Lai ạ. Bò này thì khác bò ở chỗ khác như nào ạ? Dạ, bò một nắng là được làm từ bò cỏ. Và do cái nắng của huyện Krông Ba rất là gay gắt nên là người ta đã tận dụng cái đó để tạo ra một cái món ăn. Ngoài bò ra thì Duy Anh còn mang đến cả cà phê nữa. Nhưng mà tại sao đây lại cà phê chậm ạ? Chậm có nghĩa là từ từ trong vội vã. Wow, chi kỷ của Hoàng Quân đây rồi. Duy Anh với Hoàng Quân lần để làm quen với nhau nha. Cảm ơn em rất nhiều. Hoàng Quân muốn nói gì ạ? Em không thích món quà này hay sao? Đến với chương trình thì em cũng có chuẩn bị một món quà dành cho ba bạn cùng chơi và hai anh chị MC nữa. Rất tuyệt vời, cảm ơn Hoàng Quân. Bộ thực quà rồi. Cảm ơn Quân. Miến xào bò một nắng, uống kèm cà phê. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.